Rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi, thắp ước mơ. Còn ăn đi. Hôm nay mày nấu toàn mấy món mà con thích đó. Con ăn cho thật nhiều, cho no nghe con. Có sao không con? Mẹ ơi con đau quá, chạy không nổi nữa mẹ ơi, mình nghỉ chút nha mẹ. Ráng đi con, mình không có kịp nghỉ đâu. Bây giờ hai mẹ con mình ra khỏi khu rừng này, rồi mẹ tìm chỗ cho con nghỉ nha. Dạ. Đi con. Đứng lại cho tao. Đứng lại cho tao. Đứng lại cho tao. Đứng lại. Tính chửi con tao đi đâu hả? Đứng lại chưa? Mẹ mày, mày tưởng tao rảnh lắm hả? Mày ngon mày chạy nữa đi. Mày dám đem con tao bỏ trốn hả mày? Tôi xin anh, tôi xin anh, hãy tha cho mẹ con tôi đi. Hãy để cho mẹ con tôi đi. Tôi sống trong cái cảnh mà mẹ con tôi suốt ngày bị anh hành hạ như vậy, mẹ con tôi không có chịu nổi đâu. Mày tưởng tao muốn lắm hả? Mày đã là vợ của hai đá này rồi. Tao muốn hành hạ như thế nào là quyền của tao. Trừ khi mày chết thì đừng hòng thoát khỏi tay tao. Mẹ ơi. Mẹ nó, đúng là hai cái chữ định mệnh mà. Về, về với ba. Đừng ba, tôi xin anh. Dạ coi, tôi xin anh. Có chết mẹ con tôi không có về đâu. Buông ra, buông ra. Tao giết mày bây giờ. Buông ra, buông tôi ra. Tao giết mày bây giờ. Tôi đi mà. Buông chưa? Hả? Buông ra. Hả? Giang ơi, con ơi. Con! Giang! Giang! Con! Giang ơi! Con ơi! Mày muốn chết là dễ lắm hả? Tao không cho mày chết dễ dàng như vậy đâu. Mày phải trả giá. Tao sẽ hành hạ mày suốt đời. Tao sẽ hành hạ mày suốt đời. Còn đê tiện, còn đê tiện, trả con lại cho tao. Trả con lại cho tao. Giang ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi, bây giờ con đang ở đâu? Mẹ nhớ con nhiều lắm. Sao con bỏ mẹ đi một mình như vậy? Hãy chờ mẹ, chờ mẹ. Mẹ sẽ về với con đây. Mẹ mày, chết hả mày? Sao không để cho tôi chết đi? Con tôi không còn nữa, tôi sống có ý nghĩa gì chứ? Tại cái con đàn bà khốn kiếp như mày thì tao mới mất đứa con duy nhất. Cho mày chết thì quá dễ dàng rồi. Tao phải để cho mày đau đớn đến hết cuộc đời này. Mày to gan lắm mới dám dẫn con trai của tao đi bỏ trốn. Chính mày đã giết chết con trai tao. Là tại mày. Tất cả là tại mày. Con ơi, cũng tại mẹ. Chính mẹ đã hại con vì đã lôi con đi trong đêm hôm đó. Đừng giận mẹ nghe con. Mẹ sẽ sống phần đời còn lại trong đau đớn để trả giá cho những lỗi lầm của mẹ. Mẹ xin lỗi con.